Chào các bác nha. Đấy, về với rất nhiều tháng nay rồi, hôm nay mới về chăm mấy cái cây ổi, không phải chăm mà cắt tỉa mấy cây ổi. Đấy, thì ở quê thì chỉ có những cây ổi với mấy cây linh tinh ít tiền này thôi, chơi vui thôi. Đấy, chứ cũng không để những cái cây mini là những cây cần chăm sóc mà ở quê cả, vì quê không có ai nuôi cây như mình. Đấy, thì báo các bác hôm nay có nhà có việc này, vẫn còn dạp nữa, có cái rỗ rượu chè say sưa quá, bây giờ vừa mới cắt xong thì khoe các bác, chứ cũng không có mang đồ nghề gì cả, mà cắt bằng cái cưa cùn ngày xưa này. Đấy, thì đây là một cái ngọn của ông ổi nhỏ nhỏ kia. Đấy, và một ngọn của ông ổi to này thì đây. Đấy, và cắt cái cây ổi nguội Vân Kiều kia. Đấy, thì bây giờ để quay chi tiết để quay chia sẻ cho bác tí, lâu lắm cho các bác mới nhìn thấy lại hai mấy cái cây này. Cây đầu tiên này, cây ổi đầu tiên này. Ngày xưa ít tiền đúng không? Cứ mua tất nhiên nó cũng có cái nét đẹp nó, nhưng mà nó rẻ, mua nó cũng rẻ thôi mà. Đấy, vừa mới nhà có cỗ thì khô quá thì ăn cái thanh long này, đút ở đây nhìn nó lem nhem, bệ rễ nó thích ạ. Nó lâu lâu về nó bị cháy mất lượt chia ở trong này, nhưng mà nó lại già cái da non của nó phủ lên dần thì nó ok thôi. Đấy. Đây này, thì các bác, đây là cái ngọn cũ của nó này. Ngọn cũ của nó này. Đây, ở chỗ này này. Đấy, nó như này. Đấy, nó như này. Nhưng mà cơ bản là cái khẩu này nó lêu nghêu quá. Đấy, và không phù hợp với cái đoạn lắp lượn này. Đấy, chỗ này thực tế mà nói khá đau đầu, với cái chỗ này tay này chắc bỏ đi hoặc là cái bông bóng ở đây rồi. Còn cái tay này sắp phải gập về đây thì mới chuẩn được. Tay này thôi thì tạm thời ở đây, sau vít xuống nữa, vít xuống gập xuống nữa. Cái này ngọn thì sau lấy cái bông nhỏ thôi. Cây tử rồi. Đây. Cái từ cũ đây. Từ cũ to thô quá, thẳng quá. Thì sau giật lấy cái này, giật lên. Cũng vừa mới cắt nên non thì nó cũng dớm nước này, đang bôi kia hàng sẹo. Đây này là. Đây. Bôi keo liền sẹo đây. Đấy. Con này thì được cái bệ đẹp và cái đoạn là lượn này, nhưng đoạn trên thì hơi khó xử lý đoạn trên. Đấy, nhìn từ trên xuống thì bác dễ hình dung hơn, bệ dễ chảy kinh khủng lắm, gớm mặt đấy. Đấy, con ông này thì cắt cũng bỏ đi cái ngọn cũ này. Cái ngọn này ở đây, cái ngọn này. Đấy, một cái cút này, một cái ngọn đây. Cái vắt sang đây lấy cái ngọn chồi ở đây. Đó. Và cắt đi cái chỗ này. Đó. Đấy, cái này thì khá là lùn rồi. Một trái. Khá là lùn. Chỉ thứ nhất rồi. Đấy, mặt lên này. Mặt bên này. Đấy.
Đào quê mà, nuôi mấy cây rẻ rẻ ngày xưa hoặc là đào bới được thôi. Thì trồng rất là vui mà nó cũng dân dã đấy, không đến nỗi nào. Bệ dễ này, gớm lắm đây, bệ dễ gớm lùn lắm. Tầm cái này chỉ tầm 30 phân thôi, hoàn thiện chỉ tầm 30 phân đấy. Hoành hoành nó ra khá dài, cũng định tính làm cây trực hoành hoặc là trực siêu cũng được. Cây nhãn này, nhãn một mà tôi cắt đấy thì bây giờ thì không không nhìn thấy gì nữa, út u mà. Các định chơi cái dòng này là như vậy hoặc là chơi cái dòng này là như vậy thì cứ đến mùa lọc thì nhìn thấy thôi. Đấy. Chắc này, chắc cũng cắt, chắc cũng mới cắt để cho nó bông lùng 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 này. Đấy. Chắc chắc lũa đây. Chắc lũa. Chắc lũa đây. Một dãy thì toàn những cây linh tinh thôi đấy, chứ không để ở quê mà những cây giá trị mà không ai chăm thì tiếc lắm đấy. Lông khôn toàn những cây đào bới được hay là kiếm được thôi, xin được, nhặt được, đào bới được đấy. Cái chắc này tốt nhìn như mệt quế tốt đấy, gỗ nhất chắc lắm, gỗ nhất chắc lắm, đúng là chắc chắc chắn đấy, chắc đúng là phải chắc, phải CH thì đúng rồi, chắc chắn. Đây. Ông ổi này thì chưa làm gì, cứ bảo tính cắt vào cái cành giữa nhưng mà thôi, cứ để thế này thôi. Lượng nghệ thuật nó cũng không cao lắm, cho nên là cứ vậy thôi, chơi quả chơi tán. Đến một lúc nào đó thì có thể sẽ suy nghĩ về cắt 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 cây này cho nó hay ho chút. Đây ông này thì cứ bay bay nghệ thuật này, bay bay nghệ thuật này. Từ lắc lượng cây này thì quay rất nhiều lần, quay rất nhiều lần. Đấy. Cây này các bạn thấy, cây mini ổi nghệ thuật bay. Cây này mà tính mà có thời gian mà vào đá hoặc là làm một cái khay thì cũng ra gì vậy, nó khá là nghệ thuật, khá là nghệ thuật. Mặc dù nó không nhiều cái quái nhưng mà nó cái đường 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 chạy thân nó khá là nghệ thuật. Tay tán nó khá là rụt dịch và đầy đủ rồi. Đây là cái tay rơi đây, hiện tại đang ra rất nhiều, kệ nó cho nó dài thật đi, sau sẽ tính làm những cái tầng mây tiếp. Đấy, một cây khá là nghệ thuật, một cây cây giá rẻ nhưng mà cũng khá là hàm lượng nghệ thuật khá là nhiều đấy. Bây giờ đây ông này thì phải lùi xa thì mới quay được, ông này mới cắt tỉa, cơ bản nó cũng chưa có gì khác nhiều thì đang kỳ vọng nó thực sự nó mạnh hơn nhiều để cho nó xứng với cái đuôi kia. Các bác cứ hay bảo là giống cái cây tỉ muội Vân Kiều mà 2 tỷ ấy. Tôi chả quan thực tế cây đấy cậu biết nhưng mà giá trị của nó thì chắc cũng đồn thổi lên vậy thôi. Cây này thì nó rẻ hơn rất là nhiều mà cái độ nghệ thuật nó cũng có, cũng rất là vui. Tất nhiên là nó tại vì nó già quá, nó cỗi quá và trên đá lâu năm quá, người ta phải gộp vực lại
và nó có một số cái sẹo, cái hoa hàng hốc nó hơi to, trên nó cây nó hại khá bị hại, trên đang phải vực lại, đang phải vực lại. Đây quay lại các bác chi tiết cái cây này tí. Phân đợt phân trâu phân bò với tôi, phân trâu phân bò một cái đánh lên đây thì đại loại là nó đã ải hết rồi, nó thành đất hết rồi. Đây thì rễ của cái ổi nó phóng ra rất là nhiều, đấy, ra mà chịu khó che đậy nữa thì nó còn nhiều ra lắm, vì ổi nó khá là dễ mà, mình cứ ủ ở thân nó là nó ra dễ mà. Ổi thậm chí là một khi mà dâm cành khéo xuống cát là nó cũng có dễ đấy, nó cũng ra dễ đấy. Đấy, ổi nhiều khi khó nhưng mà nhiều khi đa số là rất là dễ. Đây, chỉ có chết khi bị thối rễ thôi, thực tế nó là một dòng cây dễ sống. Đấy, dễ đây, dễ giết nó phun này. Đây, thân thứ nhất này, thân thứ hai này, to lắm, to mê lắm. Đấy, đấy, phải đứng ra xa này mình mới quay được. Đây, cái thân nhỏ này thì không bị lũa nhiều nhưng mà lại hơi yếu, hơi bị cỗi quá và nó khá là lâu phát triển tay cành. Tất nhiên tôi mới cắt hôm qua nó khá là tốt mà cắt hết những đầu cành nhưng mà đang kỳ vọng nó khỏe hơn nhiều. Đấy, hôm trước bị tiểu cành này bị mất cái cầu, thì hôm có mua cái cầu này nhưng nó không hợp lắm. Thôi cứ để đây, hôm nào gắn cái xi măng là xong. Các cụ phải lên kia, phải có đường đi thì mới lên được chứ. Tự nhiên các cụ ngồi trên ý chả biết đi đường nào lên. Xa xa có cái đền nghỉ chân kia. Đấy, đá điếc người đây tiểu cảnh nhiều lắm. Chỗ này dưới bồng lai tiên cảnh lắm nhưng mà đang bị ngập trong phân trong đất. Đấy, ở đây cái tre, định ra quay mặt sau của con này, to lắm, rất là to đấy con. Đây là cái hoa giấy mà muốn nhiều hoa các bác cứ để ra chỗ thật nắng nhé, hoa giấy vô tư nhé, càng nhiều nắng là nhiều hoa, rực rỡ từ cái tháng thứ bao nhiêu đến bây giờ, không hoa hồng sắc pháo này, hồng sắc pháo, đấy, tím hồng sắc pháo bây giờ đang tàn này. Đây, đang tàn hồng sắc pháo. Cái tre hôm tôi cắt tỉa đây, tre chú Hải Sơn Tây tặng này. Đây, hồng sắc pháo đây, hoa rất là rực rỡ. Nhặt được cái này, nhặt được trên ngọn. Đấy, nó có bông buông này, chả phải tạo tác gì, chơi hoa cũng vui rồi. Này, mặt sau cái ổi đây này, cái thân này nó vằn vèo này, sướng lắm. Đó, vằn vèo này rất sướng, nhìn như cái da cái tổ ong bò vẽ. Đấy, nó bắt đầu bóc, nó bắt đầu khỏe, nó bóc rồi. Thầy già đấy. Qua chỗ này nhiều quả lắm, tao cắt đi hết, cắt bỏ, chẳng chơi quả. Đấy, đấy đá này, mặt sau này có nhìn đá này dễ hơn. Tất cả ông này ngồi trên ngự trên cái khối đá này, khối đá liền này. Đấy, khối đá xanh này. Đấy, mặt sau là cái chùa này, dưới cái chùa, dưới cái đền này, cái kiểu cái trạm nghỉ dưỡng này. Là cái gành rất là cao, xa phía xa là cụ chơi cờ kìa. Đấy, nó hơi đau một chút là cái sẹo kìa. Đấy, thì cái ngọn nó yếu. Đấy, nó ngồi đây. Đấy, cứ bóc cái da này thích. Cái da ổi nó cứ vằn vèo rồi, do nó cứ bóc thành lớp này, xong lại lội cứ vàng vàng, lớp vàng vàng. Đấy,
Đấy, bây giờ vừa quay phim mà cứ thấy thơm thơm, thơm thơm quen quen, hóa ra là mùi mộc hương quá, mùa thu này, mộc hương là mùa hoa mộc hương này, mùa hoa mộc hương này, thơm lắm. Thì ngoài phố mà nhất là các bác mà ở Hà Nội thì một số các cái nhà các cái bác trên phố, ví dụ các bác đi trên phố mà lạnh lạnh thì ngoài mùi hoa sữa là mùi mộc mộc hương này, đầu mùa thu này. Đấy, một số cái nhà mà cũng có quan quan chức ấy, cây mộc hương to thơm, nó nở thì đi qua dễ chịu lắm, nhưng mà phải một lúc mới nhận ra vì là rất là thơm, rất là dễ chịu. Đấy thì về nhà cũng cứ thoang thoảng, bây giờ cũng không để ý, mới thấy là là mùi mộc hương, nhìn thấy là cây này nhiều hoa quá, rất nhiều hoa, hoa toàn nở từ từ thân ra này, đầu cành cũng có nhé, đầu cành cũng có này, đây nó nở thơm lắm, thơm vô cùng. Đây. Thơm vô cùng, một gốc mộc đây các bác nhìn lấm tấm ở thân này là hoa đấy, đấy. Cao tầm là 2,5 m, gốc thì nhỏ thôi đấy, ngoài ở đầu những đầu cành này thì ở thân này phun ra hoa ở thân này. Tự ra hoa ở thân luôn, rất là thích. Trồng mộc hương này rất là một cảm giác rất là tao nhã thôi. Nhưng mà gốc càng to thì càng vui, càng nhiều tiền. Mộc hương rất là đắt, nhất là mộc hương ta ấy, nó sẽ rất là thơm. Đấy. Chỉ một hai cái hoa nó nở là rất là thơm, thơm ngào ngạt, thơm thơm không phải mà. Thơm rất là dễ chịu, nó không khó chịu như mùi hoa sữa đâu, thơm rất là dễ chịu, thanh tao ấy, cảm giác thanh tao. Đấy thì là cái cây mộc thứ nhất đấy, rất nhiều hoa. Âm chỗ hoa cái mùa nó cái tiết trời nó lạnh lạnh này mà ngửi cái hương này nó dễ chịu, hơi bị xến một tí, nhưng mà thực tế là như vậy. Đây cây thứ hai cũng cao to như vậy đấy, cũng đang hoa đây, đấy hoa đây, cũng từ thân mà ra đây. Đấy, đấy cái nhú nhú hoa ra, cái từ thân ra đấy. Và cây mộc, hai cây mộc để hai bên cho nó thơm, đáng lẽ để thềm nhà nhưng mà chật quá, nhà chật. Đấy rồi thì cũng lại lâu lắm mới được quay về quê để xem lại một số cái cây vui vui, cũng khoe là các bác như vậy. Đấy, tinh thần chơi cây từ ngày xưa đến bây giờ chẳng có gì thay đổi, không chê bất kỳ cây nào, chỉ có là bây giờ là chi tiền mạnh hơn để mua những cây mà mình thích thôi các bạn. Đấy thì cứ nuôi dưỡng đam mê để sau thì sẽ vui thôi. Rồi. Chúc các bác ngày mai tuần làm việc vui vẻ nha, thành công nhé. Xin cảm ơn các bác theo dõi.